mục tiêu năm 2022 của mình là đạt sớm thương hiệu MDRT vào quý 3. Hiện tại mình đã đạt được khoảng 70% mục tiêu mà mình đã đề ra. Một trong những bí quyết giúp mình hoàn thành cái mục tiêu này đó chính là chăm sóc thật tốt và khai thác thật tốt khách hàng hiện hữu. Khách hàng hiện hữu khiến chuyên viên tư vấn tự tin hơn với nghề. Được tiếp cận với khách hàng hiện hữu thì khiến cho mình cảm thấy rất là tự tin. Bởi vì như mình đã chia sẻ đó, mình rất là thích nói chuyện với những khách hàng họ đã sở hữu hợp đồng bảo hiểm rồi, thậm chí là họ sở hữu nhiều hợp đồng bảo hiểm rồi. Bởi vì những khách hàng này họ là những người họ đã có nhận thức về bảo hiểm rồi. Thế nên khi mình tới mình nói chuyện với họ một câu chuyện bảo hiểm ấy, mọi thứ nó sẽ rất là nhẹ nhàng và những cái lời từ chối thì nó cũng sẽ ít hơn là những khách hàng lạ. Và sự kết hợp giữa dịch vụ chăm sóc khách hàng của AA cũng như là của bản thân mình ấy, từ những lần thăm hỏi này, hay là những sự kiện, hay những quà tặng hoặc là workshop dành cho khách hàng, thì dù lớn hay nhỏ thì mình cũng làm cho khách hàng cảm thấy là rất là trân trọng và họ biết được là AA đang quan tâm đến họ như thế nào. Khi nhận được danh sách khách hàng được phân bổ thì mình sẽ gọi điện trực tiếp để đặt lịch hẹn. Bởi vì đối với mình ấy, để mà có thể khai thác được khách hàng hiệu quả thì bắt buộc mình phải gặp mặt trực tiếp. Và trong cái ngày gặp mặt ấy, thì mình sẽ mang một phần quà nhỏ của AA tới. Và sau đó là mình sẽ giúp khách hàng review lại hợp đồng. Khách hàng khá là thích mà mình phân tích rõ ràng các quyền lợi bảo hiểm để cho khách hàng hiểu một cách nó cụ thể cũng như là nó chi tiết nhất. Và một số người thì trước đây họ chưa từng hiểu kỹ về cái hợp đồng mà họ đang tham gia cho đến khi mà họ gặp mình. Để chinh phục khách hàng hiện hữu ngay trong buổi gặp đầu tiên thì mình thường chuẩn bị tốt những điều sau. Thứ nhất là hãy chăm chỉ, trung thực và bình tĩnh đối mặt với những câu hỏi của khách hàng. Thứ hai, học hiểu kỹ về các sản phẩm của công ty. Thứ ba là đọc kỹ hợp đồng của khách hàng. Thứ tư là tham khảo trước một số cách xử lý tình huống khi gặp khách hàng. Và thứ năm là khi khách hàng chia sẻ về những nhu cầu của họ thì hãy ghi nhớ, từ đó đưa ra những giải pháp tối ưu nhất cũng như gợi ý mở rộng thêm những quyền lợi mà họ chưa biết. Mình tự tin để tư vấn bán thêm, bán mới cho khách hàng hiện hữu. Mình làm được, chắc chắn bạn cũng làm được.